Rồi, hello, hello, chào tất cả anh em đến với kênh Phú Quý 469 nha. Thì lời nói đầu tiên Phú Quý lại là chào, là chúc sức khỏe đến tất cả anh em. Chúc anh em có một buổi tối thật là vui vẻ, nhiều sức khỏe và tràn đầy năng lượng nha. Anh em xem kênh đừng quên cho Phú Quý một lượt like, một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ. Đó là niềm tin, đó là động lực giúp kênh ngày càng lớn mạnh, ngày càng phát triển nha. Thì trước khi vào phần cầu lô chuẩn ba miền VIP ngày thứ tư ngày 21 tháng 2 cho cả anh em, thì Phú Quý xin phép là do lại kết quả dự đoán ngày hôm qua trên kênh cho cả anh em. Thì ngày hôm qua trên kênh mình dự đoán là cả anh em đài Bến Tre 4774, hàng 4 nó về 48, thật sự hay cay. Hàng 7 thì nó về 71, 77 gãy không đem lại chiến thắng. Như vậy cặp 4774 ngày hôm nay không mang lại chiến thắng, thật sự hay đau cho cả anh em. Tiếp theo đài Vũng Tàu mình bật 5995, hàng 5 về 50, 50, 51, 52, hàng 9 về 96. Trời gãy luôn không đem lại chiến thắng cả anh em. Tiếp theo đài Bạc Liêu mình bật cả anh em là 3883, thì ngày hôm nay Bạc Liêu hàng 3 nó về 30, 32, 33, 38. Chúng ta cùng chiến thắng con 38 một nháy tất cả anh em. Tiếp theo con 83, hàng 8 thì về 85. Như vậy hôm nay Bạc Liêu chúng ta chiến thắng con 38, xin chúc mừng tất cả anh em. Con 83 thì đi lộn sang đài Vũng Tàu một nháy. Tiếp theo đài miền Trung mình bật cả anh em là 1551, ngày hôm nay miền Trung nó về 12, 15, 18. Như vậy chúng ta cũng ăn con 15 một nháy tất cả anh em. Tiếp theo con 51, hàng 5 về 51, 54, 52, 58. Chúng ta không ăn luôn con 51 một trái. Như vậy hôm nay chúng ta chiến thắng cả cặp ở miền Trung, xin chúc mừng tất cả anh em nha. Tiếp theo là miền Bắc mình bắt cả anh em là 57, 75, hàng 5 về 50, 56, 58, 56, 58, lọt kẻ không chiến thắng. Hàng 7 về 73, 78, 79 gãy luôn không đem lại chiến thắng. Như vậy tổng kết kênh ngày hôm nay chúng ta chiến thắng được con 38 đài Bạc Liêu, có 1551 cả cặp đài miền Trung, cả anh em là gớt Bến Tre, Vũng Tàu, ba đài và miền Bắc ngày hôm nay không đem lại chiến thắng cả anh em. Thì trên kênh chiến thắng như thế thì trên Zalo ngày hôm nay chúng ta thu hoạch được những gì? Nhận số miền Nam nè em, Bạc Liêu lô VIP 38 lót 40 đẹp phải nổ. Thì ngày hôm nay con 38 trả về tất cả em một nháy đài Bạc Liêu, con 40 cũng trả về một nháy, con 40 đi thêm một nháy này sang đài Vũng Tàu. Và tiếp theo là nhận số miền Bắc nè em, miền Bắc lô VIP 61 lót 16 đẹp phải nổ. Thì ngày hôm nay con 16 trả về tất cả em một nháy, con 61 về 60, thật sự hơi cay. Nhưng không sao, hai con mà chúng ta chiến thắng một con là anh em đã có lãi nha. Rồi không để anh em chờ đợi lâu, mình sẽ đi vào phần cầu lô chuẩn ba miền VIP ngày thứ tư ngày 21 tháng 2 cho cả anh em, mong rằng ngày mai nó sẽ đem lại chiến thắng rực rỡ trên kênh lẫn trên Zalo nha. Đầu tiên đài Đồng Nai mình bật cả anh em đường cầu là 13 31. Đồng Nai mình bắt cả anh em đường cầu 13 31, hy vọng rằng Đồng Nai sẽ về nha. Tiếp theo đài Cần Thơ. Cần Thơ mình bắt cả anh em đường cầu là 6 7 7 6. Cần Thơ mình bắt cả anh em đường cầu là 6776, hy vọng rằng Đồng Cần Thơ sẽ về nha. Thì anh em xem kênh đừng quên cho chủ kênh một lượt like, anh em like chả tốn gì, chả mắc gì, like cho chủ kênh có nhiều lượt tương tác, lượt đề xuất video được nhiều anh em khác biết đến, kênh ngày càng lớn mạnh, mình sẽ giúp đỡ được tất cả các anh em nha. Tiếp theo đài Sóc Trăng mình bắt cả anh em đường cầu là 0880. Sóc Trăng mình bật cả anh em đường cầu là 0880, hy vọng là Đồng Sóc Trăng cho vậy nha. Tiếp theo đài ba đài ngày mai mình bật cả anh em là 13 31. Ba đài ngày mai mình bật cả anh em 13 31, ngày mai mình thiên về con 31, anh em thích thì vào, còn không tham khảo cho mình nha. Tiếp theo đài miền trung ngày hôm nay rực rỡ cả cặp, mong rằng ngày mai nó tiếp tục chiến thắng cả cặp cho anh em nha. Đó là 6886. Miền Trung mình bật cả anh em là 6886, hy vọng là Đồng Miền Trung sẽ về nha. Miền Trung ngày mai có hai đài nên mình không thiên về con nào, anh em thích thì vào, còn không tham khảo cho mình. Tiếp theo miền Bắc. Miền Bắc ngày mai mình bật cả anh em đường cầu là 6996. Miền Trung miền Bắc mình bật cả anh em đường cầu là 6996, hy vọng là Đồng Miền Bắc cho về nha. Thì rồi trên đây là những cặp số mình đưa ở đây chỉ mang tính chất là tham khảo chứ không quyết định chiều sẽ về cho tất cả anh em. Còn anh em nào trùng cầu, trùng máu, trùng kèo, kết với con nào của đây nào, của miền nào thì hãy vào nhỏ nhẹ 5 điểm, 10 điểm kiếm tiền bữa ăn sáng, bữa ăn trưa, bữa ăn tối, lấy cà phê sáng, lấy cà phê trưa, lấy cà phê tối. Còn anh em nào đang bí cầu lộn số, đang xa bờ hay đang bị mất ngủ thì hãy gọi vào số điện thoại 0787955762. Mình sẽ tư vấn và hỗ trợ cho anh em những đường cầu đẹp, những con số đẹp giúp anh em về và an toàn và chỉ dứt điểm cơ mất ngủ nha. Chúc chiều mai những cặp số mình đưa, những đường cầu phụ mình đưa trên đây sẽ về được cả anh em ở ba miền nha. Chúc anh em chọn lựa những con số giúp anh em về và an toàn nha. Chúc tất cả anh em gọi vào số điện thoại này sẽ giúp anh em phát tài phát lộc và chỉ dứt điểm cơ mất ngủ. Rồi chào tạm biệt tất cả anh em, hẹn gặp lại anh em video sau vào lúc 20 giờ 15 phút mỗi đêm.